Tối qua, tại sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận giao hữu giữa U23 Việt Nam gặp U20 Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 31. Tới dự và động viên các cầu thủ có đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam có ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đúng như lời phát biểu trước trận giao hữu, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào sân một đội hình mang tính thử nghiệm các vị trí và tạo cơ hội cho các cầu thủ mới được triệu tập ra sân thi đấu. 3 cầu thủ trên 23 tuổi không được đăng ký trong danh sách. Có lẽ vì thế, các chiến binh sao vàng đã nhập cuộc chậm rãi để tìm sự liên kết với nhau và thăm dò đối phương. Tuy nhiên, bất ngờ đến ở phút thứ 15, khi Lee Jong-jun ghi bàn mở tỷ số cho U20 Hàn Quốc. Nhưng chỉ 3 phút sau đó, U23 Việt Nam đã tìm được bàn gỡ với pha lập công từ chấm phạt đền của Đặng Văn Tới. Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam thực hiện nhiều sự thay đổi khi đưa một loạt cầu thủ dự bị vào sân, nhưng không có đội nào ghi thêm bàn thắng và tỷ số chung cuộc là 1-1. Nhìn chung, đây là một trận đấu mà chúng tôi được thi đấu trên một sân đấu tốt. Tôi sử dụng nhiều vị trí mới được triệu tập và muốn được biết các bạn ấy có thể thi đấu tốt ở những vị trí theo yêu cầu hay không. 3 cầu thủ trên 23 tuổi thì đã chứng minh được đẳng cấp và tôi có thể thử nghiệm ở trận đấu sau. Chúng ta cũng nên hiểu một điều mà nhiều người Việt Nam đã hiểu nhầm trong những ngày qua. Một số cầu thủ U20 Hàn Quốc là sinh viên, nhưng họ không phải cầu thủ nghiệp dư. Họ là cầu thủ chuyên nghiệp, theo học ngành bóng đá tại các trường đại học. Park Ji-sung cũng là một cầu thủ như vậy đấy. Đây là một trận đấu kịch tính. Chúng tôi đã gặp khó khăn. U23 Việt Nam được tổ chức rất tốt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Và chúng tôi đã ngạc nhiên với những gì mà họ làm được. Đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U20 Hàn Quốc sẽ còn gặp lại nhau trong trận giao hữu thứ hai diễn ra vào ngày 22 tháng 4 trên sân vận động Hàng Đẫy. Sau đó, các chiến binh sao vàng sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games với trận đấu gặp U23 Indonesia trên sân vận động Việt Trì vào ngày 6 tháng 5.